chào đón tháng 10 với phần mới nhất của series phim bom tấn Mũi Tên Xanh được công chiếu lần đầu tiên và duy nhất trên Warner TV. Nối tiếp thành công của phần 3, Những Kẻ Nói Dối Xinh Đẹp phần 4 sẽ trở lại đầy ấn tượng. Và không quên theo dõi những tập cuối của Rizzoli và Ice. Chưa hết, loạt phim hành động hấp dẫn nhất mọi thời đại cùng rất nhiều bộ phim đặc sắc do chính hãng sản xuất đang chờ đón bạn. Tất cả chỉ có trên kênh phim truyền hình nhiều tập hàng đầu thế giới Warner TV.